em có 60 giây. 60 giây để thể hiện kỹ năng nói của mình. Làm gì làm? Nói 60 giây về chủ đề mà em thích, bất kỳ chủ đề nào. 60 giây hết là phải dừng lại, chuẩn bị cho đúng. Và bạn nào mà muốn lật đổ ghế của Đức Trung ở đây, nghĩ rằng 60 giây tôi có thể nói còn hay hơn nữa, đứng lên đây và anh sẽ thưởng cho người nào đoạt cái vị trí này. 60 giây bắt đầu. Để bắt đầu cuộc 60 giây này thì đây là lần đầu tiên em được lên đây để nói chuyện cùng với khán giả. Thì có đôi chút sự ngại ngùng. Nhìn lần đầu lên đây nó có cảm giác xấu hổ, thiếu tự tin. Và chưa có gì để nói cả. Thì từ bé đến lớn, lần đầu tiên em lên đây ấy, thì chỉ nói các bạn một câu là cảm ơn, xin mời Đức Trung về chỗ. 60 giây của bạn đã hết. Xin mời chàng vỗ tay cho Đức Trung. Đức Trung nói ngại, nói xấu hổ, nói tự ti, nói không có gì để nói, nhưng Đức Trung đã nói. Xin một chàng vỗ tay kéo dài cho Đức Trung. Xong chưa? Đức Linh. Em xong rồi ạ. Bắt đầu. Kính thưa các thầy cô và các bạn học sinh, thì vừa nãy em có phát biểu về cái lẽ sống của em là cái chết. Vâng, chính xác là như thế. Theo quan điểm của em thì năm 20 tuổi em sẽ chết. Nhưng mà không, không, cái chết đấy là gì ạ? Bởi vì trong cuộc sống của mỗi người, kể cả tất cả những người ở đây, thì chắc chắn là mọi người sẽ rơi vào một cái vòng lặp. Vòng lặp của cuộc sống, vâng, nó là một cái vòng lặp và mọi người đi vào đấy, mọi người bị sa vào đấy. Bởi vì những cái của cuộc đời nó sẽ đẩy mọi người vào, và mọi người đi vào đấy, mọi người bị sa vào đấy. Mọi người nó sẽ đẩy mọi người vào, mọi người sẽ bắt đầu một vòng lặp. Cái vòng lặp đấy mọi người sẽ đi làm để kiếm tiền, hay là đi làm để kiếm tiền, hay là làm gì đối với bươn ba trải cuộc sống, hoặc là kết hôn, có con, xong rồi và cứ sống trong cái vòng lặp đấy, kiếm tiền đến chết. Vâng, mọi người, cuộc sống sẽ luôn là thế. Thế nên là em nghe mọi người nói đã về lẽ sống. Dừng lại, thời gian đã hết. Phụ huynh của em có mặt đấy không? Có ai người thân đấy không? Em không người thân ở đây ạ. Anh comment là Đức Linh có một cái phát biểu rất là kỳ dị, gọi là kỳ quặc. Có đồng ý là kỳ quặc không? Vỗ tay cho kỳ quặc. Và vì vậy anh dự báo trong tương lai em sẽ là một trong các nghệ sĩ bằng cách này hay cách khác, anh không biết nghệ sĩ gì. Chúc mừng. Cảm ơn. Nhưng mà vị trí vẫn là trung giữ. Rồi xin mời em về. Em rất đặc biệt nhưng mà vị trí vẫn là, ai muốn phá vị trí của Trung, xin mời bạn nữ. Ok, anh phát luôn cho nó nhanh. Đây là Đức Linh. Đức Linh 50. Đức Trung 100. Cố nhá. Ai mà lật đổ được ngôi vị ở đây, người cuối cùng ấy là đây. Em muốn chia sẻ là từ lúc còn bé em đã luôn là một người rất thiếu tự tin, và mặc dù việc em đứng ở trên sân khấu này, nhưng thật sự là bây giờ em đang vẫn đang rất run.
Nhưng mà em lúc mà lớn lên em nhận ra một điều là cái việc mà em thiếu tự tin và quá là sợ thất bại, sợ bị từ chối, thì cái việc đấy là việc làm cho em không đến được với sự thành công. Bởi vì em không thử và em không biết em có thành công hay không, nhưng em không thử và chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Thế nên là bây giờ em muốn thử mọi thứ, dù cho thất bại nữa. Hết giờ, dừng lại. Hồng Quân đã vượt Đức Trung em được 200. Những người thành đạt nhất, họ có đều có chung một phẩm chất: sống không sợ hãi. Anh nói ví dụ các bạn đều biết Dr. Thanh là một đứa trẻ mồ côi được gửi vào nhà họ hàng sống, và người ta không thương yêu Dr. Thanh, người ta cho ông ta ngủ, một đứa trẻ 6 tuổi ngủ trong cái chuồng lợn, con lợn to lớn hung hãn, và Dr. Thanh vẫn ngủ bởi không ngủ thì biết làm gì. Khi anh nói chuyện với Jack Ma, các bạn có biết cậu nói chuyện của anh với Jack Ma không? Của Alibaba. Anh hỏi câu như thế này: tôi biết đời ông ấy toàn là thất bại, ông làm gì cũng hỏng, thế ông hãy nói tôi bí quyết làm sao ông xây dựng được Alibaba, làm sao đứng dậy, động lực nào nâng ông đứng dậy. Jack Ma trả lời, anh có biết câu ông trả lời thế nào? No. Jack Ma trả lời anh là: nếu tôi không đứng dậy thì tôi không biết làm gì. Bắt đầu. Xin chào tất cả mọi người, tớ Quang, đến từ lớp 11A7. Tớ biết tất cả mọi người đều có một nỗi buồn riêng hoặc một nỗi khổ riêng. Tớ từng tiếp xúc với rất nhiều người bị bệnh trầm cảm, và tớ mong mà tất cả mọi người đều có thể vượt qua được cái nỗi sợ ấy. Với cả căn bản chính tớ đã từng bị trầm cảm, tớ mong mọi người đều có thể trở thành một người thành công sau khi đã nhận được một cú sốc tâm lý. Tớ nói thẳng là con người ai cũng phải vượt qua khó khăn của cuộc đời. Ngay cả tớ thì bố mẹ tớ thì từ nhỏ tớ không được ở bố mẹ rồi, bởi vì bố tớ đi tù. Tớ nói thẳng thế cho dễ. Nhưng mà bởi vì chính vì cái sự khó khăn đấy mà tớ cảm nhận được là bản thân tớ phải cố gắng hơn nữa, phải biết tự lập hơn để kiếm được thật nhiều tiền, sau này trở thành chủ tịch nước. Đứng lại. Đứng lên đây. Thầy thực sự xúc động, quá xúc động luôn. Xúc động đến nổi da gà luôn. Em đứng trước hàng ngàn bạn học sinh và nói lên cái sự thật, và không sợ hãi nói sự thật đó. Và em còn trong cái bối cảnh đó, em còn có một ước mơ tuyệt vời. Hiển nhiên là em coi như là cái này ấy là giải riêng dành cho em, cho một người anh hùng, vì anh hùng vì chân thật. Cái giá của chân thật là một cái giá rất lớn trong đời. Các bạn hãy sống chân thực. Chúc mừng em.